Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sau quá trình điều tra, mới đây văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Quốc Sơn, 43 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi sát hại người. Vũ Quốc Sơn đã dùng dao bầu đâm tử vong ông Phan Tiến Công, 46 tuổi, trú cùng phường Thành Nhất. Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 9 giờ ngày 15 tháng 3, Vũ Quốc Sơn điều khiển xe máy đến nhà một người quen ở phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc, ăn nhậu. Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, ông Phan Tiến Công và một người khác cũng đến chơi. Thời điểm trên, do uống nhiều rượu mệt nên Sơn đi lên ghế phòng khách nằm nghỉ. Một lúc sau, ông Công cầm dao khoảng 20cm đến nắm cổ áo Sơn hù dọa. Hôm qua mày đòi đánh ai? Thấy vậy, mọi người súng lại ngăn cản nhưng ông Công vẫn tác trúng mặt Sơn. Bực tức, Sơn đi lấy dao bầu dài khoảng 30cm chém một nhát về phía ông Công nhưng không trúng. Tiếp đó, ông Sơn dùng dao đâm trúng vùng ngực của ông Công khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ. Thấy ông Công bị thương, Sơn và những người khác đưa nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu nhưng ông Công đã tử vong trên đường đi. Kết luận giám định pháp y cho thấy ông Công tử vong do vết đâm thấu ngực trái làm thủng tim dẫn đến suy tuần hoàn cấp do mất máu. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Thuê xe ôm với mục đích để cướp tài sản một người đàn ông ở Thái Bình đã dùng búa tác động mạnh vào đầu lái xe rồi cướp chiếc xe máy và 500.000 đồng của nạn nhân. Toán Nhân dân tỉnh Thái Bình vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai bị cáo Phạm Văn Diện, sinh năm 1984, Minh Quang, Vũ Thư, Thái Bình về tội giết người cướp tài sản quy định tài khoản 1, điều 123 và khoản 2, điều 168 Bộ luật hình sự. Diện chính là người đã dùng búa tác động mạnh, làm vỡ xương sọ lái xe ôm rồi cướp tài sản của nạn nhân ở Thái Bình. Cụ thể, cơ quan truy tố cáo buộc, sáng ngày 10 tháng 6 năm 2023, Phạm Văn Diện mang theo một chiếc búa, loại búa dài 30,6cm, trong đó chiều dài cắn 26,5cm, phần đầu làm bằng kim loại kích thước 4,1 nhân 4,1 x, x 10,5 cm, thuê ông Nguyễn Xuân Hương, sinh năm 1963, trú tại tổ dân phố Minh Hưng, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, chở xe ôm với mục đích đến đoạn đường vắng để cướp xe mô tô. Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, Phạm Văn Diện đi đến khu vực cầu Thẩm trên quốc lộ 10 thuộc thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, bắt xe ôm của ông Nguyễn Xuân Hương với mục đích đi lòng vòng tìm thời cơ thực hiện hành vi cướp tài sản của ông Hương. Ông Hương điều khiển xe máy Honda Way S110 mang biển kiểm soát 17B123470 đi theo yêu cầu của Diện. Đến khu vực đường Đê Sông Hồng thuộc địa phận xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, quan sát thấy đường vắng người, Diện yêu cầu ông Hương dừng xe để đi vệ sinh. Khi xuống xe, Diện cầm chiếc bố thủ sẵn trên tay phải, đi đến phía sau lưng ông Hương, dùng bố tác động mạnh liên tiếp hai nhát trúng vị trí sau đầu, sát gáy ông Hương, khiến đầu nạn nhân chảy nhiều máu, ngã ra đất và ngất đi. Sau khi ông Hương bị ngã xuống đường và bị ngất, Diện đã chiếm đoạt của ông Hương chiếc xe mô tô trị giá 7 triệu đồng và số tiền 500.000 đồng trong ví để ở cốp xe. Ông Hương do mất quá nhiều máu, vết thương nặng nên ngất choáng, được người dân đi qua đường đê phát hiện gọi báo chính quyền và đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Thái Bình. Ông Hương được đi đi cấp cứu, điều trị kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng ngay sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện vũ thư đã nhanh chóng tổ chức các mũi trinh sát khẩn trương truy vết truy luận thủ phạm chỉ hơn một giờ sau đó các lực lượng công an huyện vũ thư đã bắt giữ được phạm văn diện thu hồi tài sản cũng như hung khí gây án tại phiên sơ thẩm căn cứ vào chứng cứ tài liệu cũng như diễn biến xét xử tại tòa hội đồng xét xử quyết định tuyên phạm văn diện phạm tội giết người cướp tài sản về hình phạt tòa sơ thẩm quyết định phạt bị cáo Diện 13 năm tù về tội giết người, 7 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt đối với Diện là 20 năm tù. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đang tạm giữ hình sự Vũ Văn Thắng, 50 tuổi, ở ấp 8 xã Thế Bình, huyện Thế Bình, tỉnh Cà Mau để điều tra về hành vi sát hại người. Theo thông tin ban đầu, lúc 11 giờ 40 phút ngày 4 tháng 4, ông Vũ Văn Thắng đến nhà tìm hàng xóm là ông HNT, 53 tuổi, để nói chuyện. Khi Vũ Văn Thắng đến nhà của ông T, Thắng gọi nhưng ông Tê không trả lời mà bà LTH 42 tuổi vợ ông Tê đi ra. Khi bà Hát hỏi Vũ Văn Thắng kiếm chồng bà làm gì thì Thắng nói kêu ông Tê ra nói chuyện. Sau đó bà Hát nói chồng bà đang ăn cơm, có gì thì chịu hãy quay trở lại. Cùng lúc này chồng bà Hát đi ra cũng nói với ông Thắng là giữa ta với mày không có chuyện gì để nói. Ngay sau đó Vũ Văn Thắng bất ngờ xông vào dùng hôn khí chuẩn bị từ trước, đâm vào vòng ngực bà Hát rồi bỏ chạy về nhà. Ngay lập tức gia đình đã đưa bà Hát đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Thới Bình, nhưng đến 12 giờ 30 phút cùng ngày thì người phụ nữ này đã tử vong do vết thương quá nặng. Hiện tại, Công an huyện Thới Bình đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau xác minh xử lý vụ việc. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng, thi hành bản án số 84 ngày 19 tháng 6 năm 2021 và thông báo sửa chữa bổ sung bản án số 40 ngày 4 tháng 8 năm 2021 – của Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng. Cục thi hành án dân sự thành phố đã ra quyết định thi hành án số 777 ngày 6 tháng 8 năm 2021 đối với ông Ngô Văn Phát, hộ khẩu tại số 60 Trần Quang Khải, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, nơi cư trú tại số 9 Lê Hồng Phong, phường Đăng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, phải thi hành các khoản 200.000 đồng án phí hình sự sơ so thẩm, phạt tiền 50 triệu đồng để sung vào ngân sách nhà nước, Số tiền thu lợi bất chính là hơn 135 tỷ đồng. Lực lượng chức năng tiếp tục duy trì cơ biên đối với tài sản là thửa đất số 07x13A, 08x13A và tài sản gắn liền trên đất theo giấy chứng nhận số BN827669 ngày mùng 10 tháng 3 năm 2014, số CB238457 ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân quận Hải An tại số 9 Lê Hồng Phong, phường Đăng Hải, quận Hải An theo lệnh kê biên tài sản số 01 ngày 12 tháng 1 năm 2021 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hải Phòng. Đây là một trong số các vụ việc mà Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng tổ chức thi hành án với số tiền phải thi hành án rất lớn. Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng đã ra quyết định cưỡng chế kê biên xử lý tài sản số 26 ngày 26 tháng 8 năm 2021 và tiến hành kê biên xử lý tài sản tạm giữ là 3 điện thoại di động vơ tù thu được số tiền hơn 2,3 tỷ đồng để thi hành khoản tiền thu lợi bất chính của ông Ngô Văn Phát. Quá trình tổ chức thi hành án, dưới sự thuyết phục của cơ quan thi hành án và viện kiểm sát, gia đình ông Ngô Văn Phát đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền thu lợi bất chính và các khoản tiền phạt theo đúng bản án và quyết định thi hành án. Do đó, ngày 2 tháng 4, tại thửa đất số 07 xẹt 13A, 08 xẹt 13A, số 9 Lê Hồng Phong, phường Đăng Hải, quận Hải An, Cục Thi hành án dân sự phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố cùng đại diện chính quyền địa phương tiến hành lập biên bản giải tỏa cây biên tài sản của ông Ngô Văn Phát, đồng thời cũng tiến hành bàn giao toàn bộ quyền sử dụng đất, 2.280 m2 đất và tài sản gắn liền với đất là một căn biệt thự tại thửa đất nêu trên cho ông Ngô Văn Phát và đại diện theo ủy quyền. Trước đó, tháng 6 năm 2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng đưa vụ án Ngô Văn Phát, tức Phát Dầu, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xăng dầu Phát, cầm đầu đường dây lập 22 doanh nghiệp ma để bán 25.125 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền lên đến hơn 17.000 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 161 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng của nhà nước ra xét xử. Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Phát mức án 24 tháng tù cho tội mua bán trái phép hóa đơn. Ngoài ra, bị cáo Phát còn phải nộp hơn 161 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính. Trong quá trình điều tra, ông Ngô Văn Phát đã nộp được hơn 26,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Trước khi bị bắt khởi tố bắt giam về tội mua bán trái phép hóa đơn, ông Ngô Văn Phát khá nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu ở thành phố Hải Phòng và các tỉnh lân cận. Mặc dù chấp nhận bản án 3 năm tù giam và đã đi thụ án, nhưng bất ngờ tại phiên phúc thẩm ngày 4 tháng 4, bà Nguyễn Phương Hằng được giảm từ 3 năm tù xuống 2 năm 9 tháng, giảm 3 tháng tù. Việc cấp phúc thẩm bất ngờ giảm án cho bà Nguyễn Phương Hằng dù bà này không có kháng cáo. Viện Kiểm sát không kháng nghị khiến nhiều người thắc mắc. Liệu việc giảm án này có đúng luật hay không? Luật sư Trần Đình Dũng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho hay, căn cứ Điều 345 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015, trong vụ án hình sự, khi xét xử phúc thẩm, ngoài việc xem xét các phần có kháng cáo, các phần có kháng nghị, Tòa án phúc thẩm còn có thẩm quyền xem xét thêm các phần khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo kháng nghị. Vì vậy, dù bà Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo về mức án của mình ở bản án sơ thẩm, nhưng xét thấy có một số yếu tố có căn cứ giảm án cho bị cáo và cần thiết thì cấp phúc thẩm xem xét tuyên giảm án. Đây là quyền luật định của hội đồng xét xử phúc thẩm thực hiện khi cần thiết. Như vậy, mặc dù bị cáo không kháng cáo, nhưng tòa phúc thẩm vẫn có thể giảm án là đúng theo quy định pháp luật. Thẩm quyền cấp phúc thẩm không chỉ nằm trong phạm vi đưa ra tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm những vấn đề có kháng cáo kháng nghị, mà còn xem xét toàn diện vụ án để nếu cần thiết sẽ tuyên xử trong bản án phúc thẩm. Trước đó tại phiên phúc thẩm dù không có kháng cáo nhưng bà Nguyễn Phương Hằng vẫn xin được giảm án. Dù bị cáo không kháng án nhưng bị cáo mong hội đồng xét xử hãy công tâm. Bị cáo là người vợ tốt, người mẹ tốt, công dân tốt của xã hội. Bị cáo mong hội đồng xét xử giảm nhẹ cho bị cáo dù một ngày, một tháng Bị cáo cũng thấy hạnh phúc, xin tòa hãy cho bị cáo một chút danh dự. Bà Hằng trình bày. Hội đồng xét xử nhận định, dù bị cáo Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng bị cáo đã nộp tiền án phí, khắc phục hậu quả nên đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo là có căn cứ. Vì vậy, cấp phúc thẩm đã giảm cho bị cáo 3 tháng tù. Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam vào ngày 24 tháng 3 năm 2022. Tính đến thời điểm này, ngày 6 tháng 4 năm 2024 thì bị cáo đã chấp hành án được 2 năm 12 ngày. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 cán bộ huyện Hưng Hà để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Các quyết định nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Các bị can gồm Nguyễn Tiên Phong, sinh năm 1975, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Hưng Hà. Trần Thị Hải, sinh năm 1977, trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện Hưng Hà. Nguyễn Anh Hoàn, sinh năm 1979, giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Hưng Hà. Trần Đức Quang, sinh năm 1984, lao động hợp đồng không xác định thời hạn tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Hưng Hà, đều trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, đây là kết quả của quá trình điều tra mở rộng vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra tại xã Hồng An, huyện Hưng Hà. Qua điều tra, cơ quan công an xác định năm 2019 và năm 2020, các bị can trên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện trái quy định của pháp luật về quản lý đất đai trong việc thẩm định hồ sơ, tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cây hàng năm trên đất chuyên trồng lúa nước chưa được chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với 6.494,9 m2 đất giao trái thẩm quyền không đúng đối tượng sử dụng. Các hành vi trên đã gây thiệt hại cho nhà nước số tiền trên 272 triệu đồng. Ngoài ra, các bị can còn tham mưu cho phép chuyển mục đích sử dụng sang đất ở không đúng đối tượng sử dụng đối với 2.880,2 m2 đất giao trái thẩm quyền gây thiệt hại cho nhà nước số tiền trên 1,7 tỷ đồng. Diện tích đất trên sau đó được tách thành 30 thửa, giao dịch mua bán chuyển nhượng nhiều lần cho nhiều người ở nhiều địa phương khác nhau. Liên quan đến vụ án này, trước đó thông tấn xã Việt Nam đã thông tin, ngày 27 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hưng Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 cán bộ xã Hồng An, huyện Hưng Hà về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ theo khoản 2, điều 357 Bộ luật hình sự trong đó có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng An, Đường Khắc Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng An, Trần Hữu Dũng, cùng Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, nguyên phó thôn Bắc Sơn, xã Hồng An. Quá trình điều tra xác định, năm 2018, các đối tượng trên đã vượt quá quyền hạn được giao chuyển nhượng trái quy định quyền sử dụng 5.269,4 m2 đất, chuyên trồng lúa nước tại xứ Đồng Lĩnh Mậu, thuộc địa phận thôn Đồng Trang, xã Hồng An, gây thiệt hại cho nhà nước và cá nhân tổng số tiền trên 221 triệu đồng. Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng. Một nguồn tin xác nhận, ông HPT, 42 tuổi, chú huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, đã có gửi đơn đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh này để xin khai thác vật quý. Theo trình bày của ông T, ông tổ của ông đã phát hiện quân đội Nhật trôn giấu khoảng 3 tấn vàng và vật quý dưới dòng sông Cà Ti, đoạn qua thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, Do thời gian quá dài nên tư liệu và hình ảnh không còn, hiện thông tin về kho báu truyền đến đời ông T và chỉ ông biết được địa điểm. Do đó, nếu được chính quyền tỉnh Bình Thuận cho phép, ông T dự kiến sẽ phối hợp với các đối tác để khai thác kho báu. Ông T cam kết trong đơn, tôi xin cam kết nếu được cho phép khai thác, tôi xin ký quỹ khắc phục môi trường tại kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận số tiền 500 triệu đồng. Ngoài ra, ông T còn xin nhận lại 30% tổng tài sản thu được từ kho báu. 70% còn lại sẽ bàn giao cho kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận. Để an toàn trong việc khai thác, ông T cần 10 cán bộ công an bảo vệ và cán bộ tài chính kiểm kê tài sản sau khi khai thác được, đồng thời đưa tài sản thu được về kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận. Liên quan vụ việc này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết căn cứ Nghị định số 96-2009-NDCP của Chính phủ, Sở đề nghị ông Tê phải cung cấp thông tin, tư liệu, hình ảnh, chứng minh về nơi trôn giấu vật quý tổ chức lập phương án thăm dò nơi trôn giấu kho báu, ký quỹ cam kết khắc phục môi trường. Cụ thể, ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, sau khi nhận được văn bản, Sở đã đề nghị ông T phải cung cấp thông tin, tư liệu, hình ảnh, chứng minh về nơi trôn giấu kho báu, tổ chức lập phương án thăm dò, ký quỹ cam kết khắc phục môi trường. Theo ông Nhân, sau khi ông T bảo đảm được các điều kiện trên, Sở sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận xem xét, phê duyệt phương án thăm dò theo quy định. Tuy nhiên, đến nay ông T chưa cung cấp được tài liệu gì để chứng minh kho báo đã nêu. Ông Hồ Hoàng Hùng, bố của nữ sinh lớp 12 thiệt mạng thương tâm vì tai nạn giao thông ở Ninh Thuận cho biết, gia đình vừa nhận giấy triệu tập của Tòa án Quân sự Quân khu 5 về việc mở lại phiên tòa phúc thẩm xử Hoàng Văn Minh, sinh năm 1986, cựu thiếu tá quân đội, bị truy tố tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ. Phiên xử phúc thẩm sẽ mở lại lúc 7 giờ sáng ngày 11 tháng 4 tại tòa án quân sự quân khu 5 thành phố Đà Nẵng. Trước đó ngày 12 tháng 3, ông Hùng nhận được thông báo hoãn phiên tòa phúc thẩm do đại diện viện kiểm sát quân sự quân khu 5 bận công tác đột xuất. Vụ án quân nhân tông chết nữ sinh lớp 12 tại Ninh Thuận đã được tòa án quân sự khu vực 2 quân khu 5 đưa ra xét xử sơ thẩm hồi tháng 12 năm 2023 tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Bản án sơ thẩm đã tuyên phạt cựu quân nhân Hoàng Văn Minh 14 tháng tù, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình ông Hùng 254 triệu đồng. Cho rằng bản án sơ thẩm chưa mang tính gian đe, mức bồi thường chưa phù hợp và có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, gia đình nữ sinh ở Ninh Thuận đã gửi đơn kháng cáo đến Tòa án quân sự khu vực 2, quân khu 5. Theo đơn kháng cáo của ông Hồ Hoàng Hùng, gia đình ông không đồng ý với nội dung bản án sơ thẩm vì cho rằng bản án đánh giá không đúng tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo. Hình phạt bản án sơ thẩm không tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, chưa mang tính gian đe, cần phải có hình phạt nghiêm khắc hơn để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, giáo dục chuẩn mực đạo đức xã hội nhằm dân đe phòng ngừa chung. Bên cạnh đó, ông Hùng cũng cho rằng mức bồi thường thiệt hại dân sự không phù hợp. Đơn kháng cáo nêu sau khi nhận được kết luận điều tra và quyết định đình chỉ vụ án khai báo gian dối, đình chỉ bị can đối với ông Phạm Văn Võ, 50 tuổi, chú Minh và bà Huỳnh Thị Kim Hằng, 30 tuổi, vợ Minh. Bố nạn nhân đã khiếu nại các quyết định này đến Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 2, quân chủng phòng không không quân, nhưng tại phiên tòa sơ thẩm ngày 5 tháng 12, các khiếu nại và đề nghị không được chấp nhận. Theo đơn kháng cáo, ông Hùng cho rằng việc đình chỉ không phù hợp dẫn đến có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm với vai trò đồng phạm. Đơn kháng cáo nêu, trong quá trình điều tra, truy tố, tôi đã kiến nghị trích xuất dữ liệu cuộc gọi của Hoàng Văn Minh, Huỳnh Thị Kim Hằng, Phạm Văn Võ, Vũ Thị Hải Yến để xem xét vấn đề đồng phạm trong tội, khai báo gian dối và tại phiên tòa cũng chưa được xem xét. Theo thông cáo báo chí sáng ngày 6 tháng 4 của Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, đến 16 giờ chiều ngày 5 tháng 4, các bệnh viện đã tiếp nhận 37 học sinh thuộc hai trường tiểu học Vĩnh Trường và trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Vĩnh Trường. Các bệnh viện đã cho 7 học sinh về nhà, theo dõi ngoại trú, hai em được xuất viện, 28 em còn lại được theo dõi tại các cơ sở y tế. Tất cả đều có sức khỏe ổn định. Trước đó, sáng ngày 5 tháng 4, nhiều học sinh của hai trường nêu trên đã ăn sáng tại những quán khác nhau ở bên ngoài. Đến 6 giờ 45 phút, một số em có dấu hiệu chóng mặt đau đầu nôn ói. Nhà trường đã liên hệ phụ huynh tổ chức đưa các em này về nhà theo dõi hoặc đến cơ sở y tế để kiểm tra. Qua tìm hiểu, đa số học sinh cho hay đã ăn món cơm gà xé. Một số em khác cho biết đã ăn bánh mì que, xúc xích, hamburger gà ở gần hai trường học. Phần cơm gà giá 20.000 đồng, gồm thịt gà xé, xúc xích, rau răm, dưa leo, trứng sốt và một bịch canh trứng nước mắm. Về trường hợp một học sinh của trường tiểu học Vĩnh Trường tử vong, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang cho hay, trước khi đến lớp, em này cùng nhiều bạn khác đã ăn sáng ngoài cổng trường, cụ thể là ăn sushi uống nước ngọt. Sau khoảng 30 phút ăn uống, em này có biểu hiện muốn nôn sùi bọt mép và được nhà trường đưa đi cấp cứu. Hội đồng y khoa bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã hội chẩn và kết luận em này ngừng tuần hoàn hô hấp ngoại viện, chưa rõ nguyên nhân. Sáng ngày 5 tháng 4, các cơ quan chức năng và công an thành phố Nha Trang đã đến làm việc tại các quán ăn trên địa bàn, thu thập thông tin, mẫu thức ăn để phục vụ điều tra làm rõ nguyên nhân. Chiều cùng ngày được sự đồng ý của gia đình, Trung tâm Giám định Pháp Y đã tiến hành khám nghiệm tử thi học sinh nêu trên, lấy mẫu để kiểm nghiệm nguyên nhân đến tối ngày 5 tháng 4, sau cuộc họp liên ngành, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và thành phố Nha Trang thống nhất yêu cầu ngành y tế khẩn trương, sớm có kết quả giải phẫu tử thi, trên cơ sở đó xử lý nghiêm các vi phạm nếu có, bảo đảm đúng quy định. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và thành phố Nha Trang đề nghị nhà trường chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt việc động viên, thăm hỏi các gia đình học sinh. Liên quan đến vụ việc này, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa về việc điều tra vụ việc tại trường học trên địa bàn thành phố Nha Trang. Văn bản nêu rõ, Cục An toàn Thực phẩm đã nhận được thông tin từ Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hòa về vụ việc một học sinh trường tiểu học Vĩnh Trường, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tử vong, chưa rõ nguyên nhân vào sáng ngày 5 tháng 4. Cùng với đó, một số học sinh khác cùng trường tiểu học Vĩnh Trường và trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc sau khi ăn sáng tại các hàng quán và người bán hàng rong xung quanh các trường. Đặc biệt trong thời gian từ đầu năm 2024 trên địa bàn thành phố Nha Trang cũng đã xảy ra liên tiếp các vụ ngộ độc thực phẩm. Trước tình hình trên, Cục An toàn Thực phẩm đã có công văn số 711 ngày 5 tháng 4 đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho bệnh nhân trong trường hợp cần thiết có thể xin hỗ trợ hội trần chuyên môn với bệnh viện tuyến trên. Các cơ quan chức năng có liên quan phối hợp điều tra xử lý xác định nguyên nhân vụ việc và công khai thông tin kịp thời để tránh gây hoang mang trong dư luận xã hội, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu có đồng thời các cơ quan chính quyền và cơ quan chức năng ngành giáo dục và đào tạo tại địa phương tăng cường công tác kiểm tra giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm tại khu vực trường học bếp ăn trường học cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống các đối tượng cơ sở kinh doanh thực phẩm xung quanh trường học các trường cần nâng cao trách nhiệm của ban giám hiệu nhà trường ban phụ huynh học sinh trong công tác thông tin tuyên truyền giáo dục về bảo đảm an toàn thực phẩm phòng chống ngộ độc thực phẩm tại khu vực trường học Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế Khánh Hòa tập trung triển khai các nội dung công văn số 557 ngày 21 tháng 3 năm 2024 của Cục An toàn thực phẩm về việc bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm năm 2024. Trên mạng xã hội đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế taxi bị hành khách đánh tới tấp. Theo thông tin đăng tải, một nam hành khách lớn tuổi có biểu hiện say xỉn, liên tục tìm cách gây sự với tài xế. Sau khi xuống taxi, ông ta đã mở cửa bên tài xế, dùng chân đạp tới tấp vào anh này. Vụ việc chỉ dừng lại khi có một người đàn ông mặc áo grab đến can ngăn, lấy thân mình che chắn cửa taxi, không để hành khách đánh được tài xế. Sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bình luận tỏ ra bức xúc trước hành động của hành khách. Nhiều người cũng dành lời khen ngợi người đàn ông mặc áo grab. Đến sáng ngày 6 tháng 4, Công an Phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục xác minh vụ việc một tài xế taxi bị tấn công để xử lý. Anh VMH, tài xế taxi bị hành hung cho biết khoảng 22 giờ ngày 4 tháng 4, anh đón hai khách trên đường Trần Hữu Dực, thành phố Buôn Ma Thuột để chở đến quán karaoke trên đường Y Sau khi xe di chuyển, dù máy lạnh đã bật nhưng hành khách ngồi trước vẫn yêu cầu mở. Anh Hát nói xe đang mở máy lạnh, nếu anh thấy nóng thì để em mở cửa lấy gió ngoài cho mát. Hát vừa hạ kính cửa xe thì hành khách này lại nói bỏ tiền đi taxi mà không mở máy lạnh à, nên anh tiếp tục kéo kính lên. Đi được một đoạn, hành khách này tìm cách gây sự và dùng tay đập vào kính cửa xe. Thấy vậy anh Hát hỏi, gì về anh? Người đàn ông nói, không sao đâu em, bể kính em chưa có, nhưng đánh em thì có rồi đó. Anh Hát nhớ lại, sau khi xuống xe, ông này đã tấn công liên tục vào người tôi, giờ đang đau ở sườn ngực, ngoài ra ông ta còn làm bể chiếc điện thoại tôi mới mua một tháng. Sau khi bị tấn công, anh Hát đã đến công an phường Thắng Lợi trình báo. Ngay sau đó, công an phường đã mời những người liên quan tới làm việc. Mới đây, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh báo cáo ghi nhận trường hợp cúm A, H9 là nam giới, 37 tuổi, trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiên Giang. Đây là trường hợp nhiễm cúm A, H9 trên người đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam từ trước đến nay. Trong văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Tiên Giang và Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh ngày 6 tháng 4, Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế đề nghị hai đơn vị này tổ chức điều tra nguồn lây và xử lý triệt để ổ dịch cúm gia cầm, tăng cường giám sát phát hiện các trường hợp mắc mới, sẵn sàng thu dung, cách ly, điều trị, phối hợp với ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương giám sát phát hiện sớm các ổ dịch cúm trên gia cầm, kịp thời chia sẻ thông tin và phối hợp xử lý triệt để ổ dịch. Cục cũng đề nghị viện trưởng viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh quan tâm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục điều tra, giám sát và theo dõi các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh phát hiện kịp thời các trường hợp mắc mới. Về bệnh nhân nói trên, theo báo cáo của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3, người này xuất hiện triệu chứng sốt và tự mua thuốc điều trị nhưng không thường xuyên. Anh đến khám và điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16 tháng 3, được chẩn đoán viêm phổi nặng nghi do virus. Kết quả xét nghiệm bước đầu phát hiện dương tính cúm A và có các đoạn gen tương đồng virus cúm A phân tuyếp H9 mẫu bệnh phẩm được gửi tới Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh để xét nghiệm khẳng định. Ngày 1 tháng 4, đơn vị này phát hiện mẫu bệnh phẩm dương tính với cúm A phân tuyếp H9. Viện đang tiếp tục thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu để xác định phân nhóm. Bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Theo kết quả điều tra dịch tễ, nơi bệnh nhân sinh sống thuộc khu chợ buôn bán gia cầm, trước cửa nhà có buôn bán gia cầm, xung quanh nơi bệnh nhân sinh sống chưa ghi nhận gia cầm ốm chết. Các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân được lập danh sách và theo dõi sức khỏe, đến nay chưa phát hiện triệu chứng viêm đường hô hấp, chưa ghi nhận ổ dịch viêm đường hô hấp trong cộng đồng nơi bệnh nhân sinh sống. Theo thông tin từ Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trước đây có phát hiện virus A H9N2 lưu hành trên đàn gia cầm. Đây là virus cúm gia cầm độc lực thấp, thường gây triệu chứng nhẹ và không gây chết gia cầm hàng loạt. Tuy nhiên, con người vẫn có thể bị lây nhiễm và mắc bệnh cúm da cầm A H9N2 nếu tiếp xúc, sử dụng da cầm hay các sản phẩm da cầm nhiễm bệnh. Hiện tại là giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thay đổi bất thường. Đây là điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh phát triển cũng như sự gia tăng, sự tương tác giữa các chủng virus cúm, gia tăng nguy cơ lây nhiễm sang các loài động vật có vú. Bộ Y tế nhận định, thời gian tới vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm các chủng virus cúm da cầm sang người. Vào tháng 3 năm 2024, tại Khánh Hòa cũng ghi nhận một trường hợp tử vong do mắc cúm A H5N1 trên người. Bệnh cúm da cầm trên người hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, cũng chưa có vaccine phòng bệnh. Để chủ động phòng chống bệnh cúm lây từ da cầm sang người, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau. Không ăn da cầm, các sản phẩm da cầm ốm chết và không rõ nguồn gốc, đảm bảo ăn chín uống sôi, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn không giết mổ vận chuyển mua bán da cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc hạn chế tiếp xúc giết mổ ăn các loại động vật hoang dã đặc biệt là chim khi phát hiện gia cầm ốm chết tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn người chăn nuôi buôn bán vận chuyển và giết mổ gia cầm tuyệt đối tuân thủ các biện pháp dự phòng dịch bệnh thường quy khuyến khích đeo khẩu trang khi đi vào chợ gia cầm sống hoặc khu vực buôn bán gia cầm sống rửa tay bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với da cầm hoặc sau khi đi vào chợ. Khi có biểu hiện giống cúm như sốt, ho, đau ngực, khó thở, phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Mới đây, Thượng tá Trần Thanh Tâm, trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vũ Yên cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Tường về tội sát hại người. Tường chính là người đã dùng xăng đốt mẹ ruột theo điều tra, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3, sau khi đi nhậu cùng với bạn, Tường trở về ngôi nhà ở thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, thì xảy ra cãi nhau với mẹ ruột là bà Lê Thị Hằng, 57 tuổi. Sau đó, Tường đi bộ đến nhà của một người dân ở cùng thôn để mua 1,5 lít xăng đựng trong 3 chai thủy tinh để đổ vào xe máy. Sau khi mua xăng trở về nhà, trong lúc đang đổ xăng vào xe, Tường và bà Hằng tiếp tục cãi nhau. Lúc này đối tượng tức giận cầm chai xăng tạt vào người mẹ, bà Hằng bỏ chạy thì bị tường đuổi theo, cầm chai xăng tiếp tục tạt vào người rồi kéo về lại cổng nhà rồi lấy bật lửa đốt làm mẹ ruột cháy và bỏng nặng. Bà Hằng sau đó được người dân đưa đi cấp cứu. Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên kết luận tỷ lệ thương tích của bà Hằng là 42%, bỏng nhiệt ở vùng ngực, bụng, lưng, mặt, cổ. Trong khi đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt gia đình. Sau khi đưa vào Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu, hiện bà Hằng đã được người thân chuyển tiếp vào Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị. Trao đổi với phóng viên bà Đỗ Thị Hường, trưởng thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa cho biết, do gia cảnh bà Hằng rất khó khăn nên sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền và người dân địa phương đã vận động quyên góp hơn 40 triệu đồng để hỗ trợ cho nạn nhân điều trị thương tích. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ. Mới đây, theo nguồn tin cho biết, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định đình chỉ công tác thêm một cán bộ điều tra để làm rõ việc anh Vũ Minh Đức, 31 tuổi, quê Ninh Bình, tạm trú thành phố Biên Hòa Đồng Nai, tử vong sau khi làm việc với công an huyện Long Thành theo giấy triệu tập. Cụ thể, công an tỉnh Đồng Nai đã ra đình chỉ công tác đối với cán bộ điều tra Lưu Quang Trung, cán bộ thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an huyện Long Thành. Hiện cán bộ Lưu Quang Trung được điều chuyển công tác về phòng cảnh sát cơ động PK02 công an tỉnh Đồng Nai liên quan đến sự việc này trước đó công an tỉnh đồng nai đình chỉ công tác đối với đại úy thái thanh thương cán bộ điều tra phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện long thành đại úy thương là người ký giấy triệu tập anh vũ minh đức cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao đã làm việc với cơ quan chức năng tỉnh đồng nai để làm rõ vụ việc anh vũ minh đức tử vong chiều cùng ngày gia đình nạn nhân đức cho biết từ khi xảy ra sự việc đến nay công an tỉnh đồng nai cũng chưa làm việc với gia đình hiện gia đình cũng đã tiếp tục gửi đơn lên cơ quan có chức năng để làm rõ vụ việc như đã đưa tin liên quan đến vụ việc trên theo giấy báo tử của bệnh viện trợ rẫy nguyên nhân anh đức tử vong là do hôn mê sau ngưng hô hấp tuần hoàn theo dõi tổn thương não sau ngưng tim suy thận cấp tổn thương thận cấp suy gan cấp tổn thương gan cấp tổn thương phần mềm đùi phải trái Trước đó, ngày 22 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Long Thành đã triệu tập anh Đức đến trụ sở làm việc vì có liên quan đến vụ gây dối trật tự công cộng. Anh Đức cùng một người bạn đến làm việc với cán bộ điều tra. Đầu giờ chiều cùng ngày, anh Đức ngất xỉu nên được các cán bộ công an đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau đó anh Đức được chuyển lên bệnh viện trợ rẫy để điều trị. Theo gia đình nạn nhân, chiều cùng ngày, gia đình mới nhận được thông tin về việc anh Đức được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến khuya 22 tháng 3, anh Đức được bệnh viện trợ rẫy thông báo tử vong. Đến ngày 23 tháng 3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định trưng cầu Viện Pháp y Quốc gia giám định nguyên nhân chết của anh Đức. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt đối tượng Đinh Yô, thường gọi là Đinh Ayo, 35 tuổi, trú làng Brư, xã Chơ Gò Long, huyện Công Chơ Gia Lai, để điều tra về hành vi cưỡng bức sát hại người. Thông tin ban đầu khoảng 15 giờ ngày 20 tháng 3, sau khi nhậu, Đinh Yô đi bộ đến khu vực rẫy mì thuộc thôn năm, xã Pờ Tó, huyện Iapa, Gia Lai. Thấy chị DA 46 tuổi đang đứng tại trò rẫy, ô nhặt cái thước gỗ tác động mạnh vào đầu, đe dọa cưỡng bức nạn nhân. Vì quá sợ hãi, chị DA chạy ra khỏi trò rẫy là lớn Tuy nhiên, địa điểm mà nạn nhân bị tấn công cách xa khu vực dân cư, vắng người qua lại nên không ai biết để ứng cứu. Thấy vậy, Đinh Yô đuổi theo dùng thớt ra tay tán nhiều cái vào đầu, dùng dây thần tác động vào cổ làm nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đã rời khỏi hiện trường, lẫn trốn tại nhiều huyện thị trên địa bàn tỉnh nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, lãnh đạo công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp với một số đơn vị công an địa phương, tích cực điều tra, truy xét, bắt giữ đối tượng gây án. Bằng việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, đến 12 giờ ngày 3 tháng 4, lực lượng công an đã bắt giữ Đinh o khi đang lẫn trốn tại khu vực ngã ba cây xoài thuộc phường Cheo Reo, thị xã Ajunpa, tỉnh Gia Lai. Với thành tích xuất sắc trong việc phá chuyên án chiều 4 tháng 4, lãnh đạo công an tỉnh đã thưởng nóng cho phòng cảnh sát hình sự, phòng kỹ thuật hình sự, công an huyện Iapa, công an huyện Krongchero số tiền 10 triệu đồng. Vụ án do đối tượng Đinh Io gây ra xảy ra tại trò rẫy xa khu dân cư, vắng người qua lại đã gây lo sợ trong quần chúng nhân dân trên địa bàn xã Bờ Tó, huyện Iapa. Bởi vậy, Đại tá Dương Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị tích cực điều tra truy xét đã bắt giữ được đối tượng. Điều này đã trấn an tinh thần của người dân trên địa bàn. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Phước Phối hợp với các lực lượng chức năng và công an thành phố Đồng Xoài, công an các huyện Đồng Phú, Phú Riềng truy bắt nhóm đối tượng liên quan đến vụ án ma túy tại khu vực xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú. Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng đã bắt giữ một đối tượng và thu giữ một số vật chứng có liên quan để điều tra. Riêng đối tượng Lê Minh Công, sinh năm 2000, quê quán xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, thường trú thôn Bù Gia Phúc 2, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước là người có liên quan lợi dụng khu vực hiện trường có địa hình cây cối rậm rạp đã lẩn trốn. Hiện Công an tỉnh Bình Phước đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ tổ chức bao vây truy tìm đối tượng Lê Minh Công. Công an tỉnh Bình Phước kêu gọi đối tượng nhanh chóng ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Đề nghị thân nhân đối tượng Lê Minh Công vận động và đưa đối tượng ra trình diện sớm để làm việc. Mọi người dân, nếu ai phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng Lê Minh Công thì cung cấp cho cơ quan công an tỉnh qua số điện thoại 0918 446 911 gặp đồng chí Hòa. Thông tin của người cung cấp sẽ được bảo mật và có phần thưởng cho những thông tin có giá trị bắt giữ được đối tượng. Mọi hành vi che giấu hoặc không tố giác đối tượng Lê Minh Công của cá nhân, tổ chức đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Mới đây, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Doãn Tấn, Võ Doãn Mỹ Thạnh và Võ Doãn Mỹ Phước về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lê Minh Thái, Nguyễn Đức Hải tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Nguyễn Đắc Công tội giả mạo trong công tác. Theo hồ sơ, Phước, Thạnh và Tấn là ba trong số 11 người được hưởng di sản thừa kế một căn nhà ở phường Bạch Đằng, thuộc phường 24 quận Bình Thạnh. Phước, Thạnh và Tấn sống ở Việt Nam, 8 người còn lại sống ở nước ngoài. Cuối năm 2016, Tấn bàn với Phước và Thạnh sang tên căn nhà cho ba người đứng tên rồi bán lấy tiền chia nhau, không chia cho 8 người còn lại. Tấn thuê luật sư Lê Minh Thái làm thủ tục với chi phí khoảng 1,6 tỷ đồng, làm giả chữ ký 8 người có quyền hưởng thừa kế căn nhà đang sống ở nước ngoài với nội dung họ từ chối nhận di sản thừa kế. Nhằm thực hiện chót lọt, Thái Hối Lộ Nguyễn Đắc Công, cán bộ văn thư lưu trữ thuộc Ủy ban Nhân dân phường 6, quận Bình Thạnh 6 triệu đồng. Công đã giả mạo chữ ký của lãnh đạo phường rồi dùng mộc do công quản lý đóng dấu vào chữ ký giả. Sau đó, Công tiếp tục chứng thực sao y trái quy định nhiều giấy tờ khác nhằm giúp luật sư Thái và nhóm người hoàn tất thủ tục bán căn nhà 270A Bạch Đằng tháng 7 năm 2017, Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh phát hiện hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự nên đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh xử lý. Quá trình xác minh, công an quận Bình Thạnh đã thông báo cho Tấn, Thạnh và Phước biết giấy cam kết từ chối nhận di sản thừa kế của 8 người đang ở nước ngoài là giả chữ ký chứng thực. Do không muốn trả lại số tiền bán nhà nên cả ba tiếp tục cung cấp thông tin sai sự thật, làm đơn đề nghị tòa án tuyên bố 8 người đã chết nhằm hợp thức hóa việc mua bán nhà. Quá trình điều tra, công an xác định Tấn, Thạnh, Phước biết hành vi của luật sư Lê Minh Thái là gian dối, không đúng quy định của pháp luật nhưng bỏ mặc cho hậu quả xảy ra để đạt mục đích sang tên sở hữu căn nhà 270A Bạch Đằng. Còn Lê Minh Thái vì lợi ích cá nhân đã chỉ đạo Nguyễn Đức Hải làm giả nhiều giấy tờ giúp cho Tấn, Thạnh và Phước chiếm đoạt căn nhà. Đồng thời, Thái đã bốn lần đưa hối lộ cho Nguyễn Đắc Công, tổng cộng 6 triệu đồng. Nguyễn Đắc Công đã lợi dụng nhiệm vụ là văn thư đóng dấu, kiêm nhiệm chứng thực nhận tiền của luật sư Lê Minh Thái để thực hiện theo yêu cầu. Khi lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường 6 không ký hồ sơ, Công đã làm giả chữ ký rồi dùng mộc đóng dấu xác nhận. Với những tài liệu chứng cứ thu thập đã nêu trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Doãn Tấn, Võ Doãn Mỹ Thạnh, và võ doãn mỹ phước tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an bắt giam luật sư lê minh thái nguyễn đức hải tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội đưa hối lộ nguyễn đắc công tội giả mạo trong công tác hiện vụ án đang được công an quận bình thạnh tiếp tục điều tra làm rõ